À, xin chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em chỉ bệnh Lito hay còn gọi là bệnh lầu ở trên chó nhá, kể cả chó đực và chó cái. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em là không bằng cách bằng nó sẽ có hai cách, đó là sật tỉ, một là sật tỉ, hai là bằng phẫu thuật nhá. Nhưng mà mấy cái mẫu phẫu thuật mình không có chuyên dùng nữa thì mình sẽ dùng đến thuốc sật tỉ nha anh em. Sật tỉ hiện tại mình đang dùng đến cái này nhá, đấy đây anh em ạ. À, thì mình đã xài dùng là ngày đấy diệt tỉ bệnh Lito rất là tốt nhá. Đấy. Thì mình có một, hiện tại đang có một cái đực này, đực giống đấy nhảy cái, nhưng mà không may nó bị bệnh lâu. Thì hôm nay mình sẽ làm phẫu thuật cho nó, cũng như là chỉ anh em cách chữa căn bệnh này ở tại nhà luôn nhá. Đấy, anh em nuôi sinh sản thì bắt buộc phải biết về mấy cái vấn đề này, bệnh tật này nhá. Ok anh em. Đây là lại thuốc mình xài để trị bệnh lầu này nha cả nhà ơi, cả nhà tham khảo nhé. Nếu ai gặp trường hợp tên thì có thể sử dụng nhé. Cần một chai nước truyền, một sợi dây truyền, một cuộn băng keo, một cái kim tiêm và thuốc đặc trị lầu nhé. Đấy, thì mình rút ra xi lanh 1cc nhé. Đây là biểu hiện của con đực nó bị bệnh lầu cả nhà ơi. Đấy, nó sẽ bị lồi lên một cục. Đấy, dẫn đến viêm nhiễm ở tuyến đường sinh dục của con chó nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lấy ven, đấy, cho nước vào đường mạch máu nhé. Mình sẽ truyền trực tiếp vào thẳng vào đường tĩnh mạch mạch máu cho nó luôn. Đấy, để nó đi vào trực tiếp vào máu, tiêu diệt cái cục là lầu viêm nhiễm của con chó nhé. Thì đấy là mình đang tiến hành lấy ven, truyền nước trực tiếp vào máu để cho thuốc vào trực tiếp vào đường qua đường máu luôn nha cả nhà ơi. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi, không có khá là tốn kém gì đâu cả nhà. Còn đây là cái lúc mình lấy được rồi thì mình cho nước chảy chậm nha cả nhà ơi, xong rồi mình căn mạch nước cho nước chảy. Đấy, nhớ là phải giữ chân con đực cho nó chó cho nó ổn định nhá. Thuốc này là mình sẽ bơm thuốc vào tĩnh mạch mạch máu cho nó nha. Đấy, mình sẽ rút cái đầu kim tiêm ra. Đấy, và rút khoảng phía cuối đoạn này, bơm trực tiếp thẳng vào nha anh em, đẩy nhẹ nhàng, đẩy hết thuốc để nó đi trực tiếp vào máu luôn nha. Sau đó mình lại gắn dây chuyền vào để nó chảy thuốc vào bên trong mạch máu của con chó luôn, truyền trực tiếp qua mạch luôn. Sau đó tiếp tục là mình truyền thêm khoảng tầm độ 3 đến 5 phút cho nó thuốc nó chảy thẳng vào, nó hòa tan vào trong cái lượng máu. Ok cả nhà ơi, vậy là xong rồi nhé.